Bà nói ơi, sao nhà mình hôm nay nó lạ thế nhở? Ánh sáng nó lung linh giống như là trên ba ấy. Ui giời, ba bụng gì? Cái thằng quý tử của ông nó mới lắp cái đèn led đấy. Cái gì mà gia ly smart của dạng đông đấy. Nghe nói có nhiều cái gì nhỉ? À, cái kịch bản ánh sáng lắm. Tôi mới bật thử đây này. Thảo nào, tôi thấy nó cứ lung linh huyền ảo á. Thế để tôi gọi mấy đứa dân chơi xóm mình nó lên quẩy nhá. Chúng mày đâu rồi? Sang nhà ông bà quẩy nhá. Còn đừng ghen đi vào club, xếp hàng vào đi không phải tranh nhau. Em nào anh thích thì anh sẽ gọi là baby. Hết đời nhiều cứ như là anh bầu. Em không chơi với cả chủ nhân của JT. Anh Scotland, trên tay anh là một chai Bali. Yeah, em biết không, nếu mà khách quan thì đồ đẹp dài của anh được hai vali. Yeah, hey. Giọng ca vàng trong xóm đi vào, giặt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước cái nón lên hai. Bước đi trong đất club thì ai cũng biết anh là ai. Cả 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong đất club thì just on the mic now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì tầm thập thò. Mấy đứa dập nhạc sập xình, mấy đứa đừng làm trò. Chậu lắm cho anh busy ngồi trên con Lamborghini. Chân đi dép đi vào bar bởi vì làm thế nó mới chết. Không nghe máy đâu thôi đừng co bởi vì bọn anh đang đi thì. Bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả V&D. Không phải bất cần như ông Phúc Xích Lô. Đốt cắp kiểu ung dù mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba vòng thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Nguyện hôm nay như club kia đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật. Chạy đến chỗ bố tu order một con bít tim cật. Còn mấy con chó trên ô tô đang xin gật. Thế nên là vỗ tay luôn, không thì nhà em sáng nhất. Đêm nay em đưa theo phát, không thì nhờ anh bị đàn mất. Ok anh trông hơi lúa nhưng mà nhà anh vào bàn đất. Kia kia bọn anh hơi bị phòng khoáng, nhưng khoáng ở đây là khoáng chất. Yeah, yeah. Giặt chai làm trong xóm đi vào, giặt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, mà đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước cái năm linh hai. Bước đi trong đất lớp thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong đất lớp thì just on the mic now. Mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì thầm thầm thò. Mấy đứa dập nhạc sập xình, mấy đứa đừng làm trò. Chân đi dép đeo khuyên tai, bước cái 502. Bước đi trong đất lớp thì ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong đất lớp thì just on the mic và mấy đứa nhìn vào mình và mấy đứa thì thầm thập thò. Mấy đứa dập nhạc sập xình, mấy đứa đừng làm trò. Ôi trời, công nhận ánh sáng dạng đông ấy, nó làm cho mình cảm xúc thăng hoa thật đấy. Tôi thấy mình như trẻ ra ấy. Còn tôi thì thấy như hồi xuân ấy ông ạ. Ôi trời ơi, dạng đông được đấy.